Hiện nay nhóm phóng viên VTC 14, Đài Truyền Hình Kỹ Thuật Số VTC đang có mặt tại xã Xuân Lai, huyện Yên Bình của tỉnh Yên Bái. À, ngày buổi sáng ngày hôm nay, các cơ quan chức năng của tỉnh Yên Bái đã đến thăm hỏi cũng như là động viên các cái gia đình có nạn nhân gặp nạn à, và để có thêm thông tin về công tác hỗ trợ người dân cũng như đảm bảo công tác à, an sinh thì sau đây chúng tôi sẽ có cuộc trao đổi nhanh với đồng chí Đỗ Đức Duy là Bí thư Tỉnh ủy Yên Bái. À, vâng, xin chào đồng chí. Đồng chí có thể cho biết là sau cái sự cố tai nạn lao động nghiêm trọng xảy ra tại huyện Yên Bình, thì tỉnh Yên Bái đã có những cái chỉ đạo cụ thể như thế nào? như Ủy ban nhân dân tỉnh Yên Bái đã thông tin cho các cơ quan báo chí ngay sau khi nhận được thông tin vụ việc thì tôi là Bí thư tỉnh ủy cùng với đồng chí Chủ tịch Ủy ban nhân tỉnh và các sở ngành chức năng của tỉnh thì đã tực, trực tiếp đến hiện trường kiểm tra, nắm tình hình và họp bàn để chỉ đạo các giải pháp để khắc phục cái, cái sự cố của cái vụ việc tai nạn lao động đặc biệt nghiêm trọng này chúng tôi xác định đây là một vụ việc tai nạn lao động đặc biệt nghiêm trọng gây hậu quả rất là đau xót cho tỉnh Yên Bái cho công ty cũng như đặc biệt là cho gia đình các nạn nhân xấu số vì vậy thì chúng tôi đã chỉ đạo kịp thời và huy động các cơ quan chức năng để kịp thời vào cuộc để tập trung thực hiện các biện pháp để khắc phục cái hậu quả của cái vụ việc tai nạn này. Và ngay trong ngày hôm qua thì Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính cũng đã uh, trao đổi trực tiếp qua điện thoại và sau đó cũng đã có công điện uh, gửi tỉnh Yên Bái để chỉ đạo sâu sát vụ việc này. Thế và về phía tỉnh Yên Bái thì uh, ngay trong chiều ngày hôm qua thì chúng tôi đã uh, thành lập ban chỉ đạo của tỉnh do đồng chí Chủ tịch Ủy ban nhân tỉnh làm trưởng ban. Uh, có sự tham gia của đồng chí phó chủ tịch và đại diện lãnh đạo các sở ngành, đại diện lãnh đạo của công ty để cùng chỉ đạo triển khai các biện pháp, các nhiệm vụ để khắc phục hậu quả. Đồng thời với đó thì cũng đã chỉ đạo thành lập các tổ công tác do các đồng chí lãnh đạo các huyện làm tổ trưởng có sự tham gia của đại diện ban chỉ đạo của tỉnh, của công ty và của cấp ủy chính quyền địa phương để cùng phối hợp hỗ trợ chia sẻ với các gia đình có các nạn nhân xấu số, số để lo cái công việc hậu sự cho thực sự chu toàn chu đáo theo cái phong tục tập quán của đồng bào cũng như là của địa phương đồng thời với đó thì chúng tôi cũng triển khai ngay các cái biện pháp để mà tập trung chữa trị cho các nạn nhân bị thương và đến thời điểm này thì ba nạn nhân bị thương sau khi được bệnh viện đa khoa tỉnh yên bái chữa trị tích cực thì hiện tại sức khỏe đã ổn định thế và một trong việc hết sức là quan trọng và cũng đúng theo chỉ đạo của thủ tướng chính phủ thì chúng tôi đã chỉ đạo các cơ quan chức năng bao gồm công an tỉnh viện kiểm sát nhân dân tỉnh cùng với các lực lượng chức năng khẩn trương bảo vệ nghiêm ngặt hiện trường tổ chức khám nghiệm hiện trường rồi điều tra xác định nguyên nhân vụ việc và trong trường hợp cần thiết thì sẽ báo cáo để đề nghị các cơ quan chức năng của bộ công an cùng phối hợp hỗ trợ để sớm điều tra để xác định rõ nguyên nhân và xử lý theo đúng quy định của pháp luật trong trường hợp nếu có đủ chứng cứ pháp lý thì sẽ tiến hành khởi tố vụ án để tiến hành điều tra xử lý theo quy định của pháp luật và đến thời điểm này thì chúng tôi được biết là hoạt động điều tra thì đang diễn ra bình thường, chưa gặp bất cứ một trở ngại gì. Một cái điểm hết sức quan trọng nữa là chúng tôi đã chỉ đạo công ty cổ phần xi măng và khoáng sản yên bái phải tạm dừng một số hoạt động của nhà máy xi măng yên bái để bảo đảm an toàn cũng như phục vụ cho hoạt động điều tra. Đồng thời yêu cầu lãnh đạo công ty tích cực chủ động phối hợp chặt chẽ với các cơ quan chức năng, nhất là cơ quan công an, cung cấp đầy đủ kịp thời trung thực các thông tin có liên quan để phục vụ cho hoạt động điều tra. Và đến thời điểm này thì theo báo cáo của cơ quan chức năng thì lãnh đạo ở công ty cũng đã thực hiện nghiêm với chỉ đạo của lãnh đạo tỉnh cũng như là thực hiện nghiêm các yêu cầu của các cơ quan chức năng. Chúng tôi cũng chỉ đạo công ty phối hợp chặt chẽ với cấp ủy chính quyền để kịp thời có những biện pháp hỗ trợ ban đầu cho các gia đình có nạn nhân xấu số, số thiệt mạng cũng như là hỗ trợ để chữa trị cho các uh, trường hợp mà nạn nhân bị thương Đấy, và uh, cũng đại diện lãnh đạo công ty thì cũng đã trực tiếp tham gia cùng với các tổ công tác của cấp huyện và đến nay thì cũng đang triển khai theo đúng cái tinh thần chỉ đạo của tỉnh như vậy và chúng tôi cũng nhận được cái sự đồng cảm chia sẻ của các gia đình nạn nhân xấu số, số thế và trong ngày hôm nay thì uh, cá nhân tôi cũng như đồng chí chủ tịch ủy ban nhân tỉnh thì cùng với các uh, cơ quan chức năng của tỉnh thì cũng trực tiếp đến thăm viếng uh, chia sẻ động viên tất cả các gia đình mà có người thân không may bị thiệt mạng trong cái vụ tai nạn đặc biệt nghiêm trọng vừa qua. Vâng thưa đồng chí trong số những người gặp nạn thì có rất nhiều nạn nhân thì có con nhỏ rồi là thậm chí là mẹ già Với những cái đối tượng như thế này chúng ta sẽ có về lâu dài Sẽ có những cái hỗ trợ cũng như có những cái biện pháp giải pháp như cụ thể như thế nào à, Như chúng tôi đã trao đổi thì trước mắt thì chúng tôi đã triển khai các chính sách hỗ trợ ban đầu Theo quy định của Trung ương và của tỉnh à, Như là về phía tỉnh thì hỗ trợ mỗi một gia đình có nạn nhân bị thiệt mạng là 18 triệu đồng Mỗi một trường hợp bị thương là 5 triệu đồng cùng với đó thì cũng có hỗ trợ của huyện rồi của các ngành chức năng của liên đoàn lao động tổng liên đoàn lao động việt nam và liên đoàn lao động tỉnh về phía công ty thì cũng đã rất chủ động đề xuất và đã thực hiện việc hỗ trợ bước đầu cho mỗi một gia đình có người nạn nhân xấu số, số là hai trăm triệu đồng và mỗi một trường hợp bị thương là năm mươi triệu đồng để tập trung lo cái công việc hậu sự cũng như là ở những cái công việc ban đầu. Thế còn thì chúng tôi cũng như chúng tôi đã trao đổi ấy là đây là cái sự việc rất là đáng tiếc và cũng rất đau xót vì trong số các nạn nhân xấu số, số thì nhiều trường hợp là người lao động chính và cũng là cái người mà tạo ra cái nguồn thu nhập chính để bảo đảm cho cuộc sống gia đình như là con nhỏ hoặc cha mẹ già bị đau yếu. Vì vậy thì một mặt là thực hiện các biện pháp hỗ trợ ở cấp bách kịp thời trước mắt thì chúng tôi cũng chỉ đạo và lãnh đạo công ty cũng đã thực hiện nghiêm và cũng đã cam kết là sẽ có các cái biện pháp hỗ trợ lâu dài đối với các cái gia đình mà nạn nhân xấu số là những người lao động chính là người mà mang cái nguồn thu nhập chính để lo cho cuộc sống gia đình ví dụ như là bảo đảm cho các cháu còn đang chưa đến tuổi thành niên hoặc là các trường hợp người già đau yếu mà không có con con em có điều kiện để hỗ trợ thì tôi cho rằng là đây là một cái nghĩa cử cũng thể hiện cái uh, truyền thống đạo lý của dân tộc việt nam cũng là mong muốn của lãnh đạo của tỉnh lãnh đạo các địa phương và cũng chính là cái mong muốn của lãnh đạo công ty đã chủ động đề xuất cái việc này nhưng mà chúng tôi cho rằng dù chúng ta nỗ lực thế nào thì cái sự hỗ trợ ấy cũng không thể bù đắp được cái nỗi đau mất mát của các gia đình nạn nhân khi mà đã mất người thì dù chúng ta có bù đắp về khía cạnh kinh tế thì cũng chỉ hỗ trợ được một phần thôi nhưng dẫu sao đây cũng là điều đáng trân trọng và cũng để giúp cho các gia đình vơi đi một phần cái nỗi đau để sớm ổn định đời sống gia đình trong trước mắt cũng như lâu dài. Vâng, xin cảm ơn đồng chí. Vâng, thưa quý vị và các bạn, tính đến thời điểm này thì tỉnh yên bái đang tập trung mọi nguồn lực để khắc phục thiệt hại do sự cố lao động nghiêm trọng tại huyện yên bình và công tác an sinh đối với các cái gia đình gặp nạn và nhóm phóng viên chúng tôi sẽ còn tiếp tục cập nhật và gửi tới quý vị và các bạn trong các bản tin tiếp theo.